Xin chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng mình hôm nay xem cẩu Zoom Leon cứu hộ xe bồn xi măng. Đây là xe đầu kéo bồn xi măng, tải trọng 30 tấn. Hai xe đi trên đường cùng chiều quẹt nhau, và một xe rẽ xuống mương nước cạnh đường. Xin mời các bạn cùng xem. Đây là chiếc xe cẩu đang lù vào để kéo, để cẩu chiếc xe bồn xi măng lên. Cẩu đang bắt đầu nâng đít con xe bồn xi măng lên này, đang nâng lên khỏi mặt đất này. Cẩu đang dê nhích dần đít xe vào đường. Được nhấc lên lần hai, lần này không biết có thành công không. Rồi, đẹp rồi. Đây là xe cẩu đã cứu hộ được xe bồn xi măng đi sệ xuống mương toan nước cạnh đường, lên trên đường an toàn. Cảm ơn các bạn đã xem video và theo dõi kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.